Quà gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quà khế. Ăn vào thì chắc là chua. Vân vân, chua thì để nấu canh chua. Quà gì mà... Nè nè, ai cho chị đụng chạm đến tôi vậy hả? Chị thì ngọt liệm chắc. Ờ, cái này là bài hát mà, chứ em có ý gì đâu. Thế giới âm nhạc có cả khối bài, sao không thấy? Mà nói rõ ra nha, phân tích rõ ra nha. Chỉ có nhà chị là chua nhất đó. Chua lét, chua lơ, còn đi bêu ráo người khác hả? Nè nè, chị đừng có mà quá đáng nha. Chị mới chua lét, chua lơ á, chả mấy ai thèm đụng đến chị đâu. Hai em ơi, cho chị vẫn trang trang đi nè. Tại sao vậy? Mình sống trong một khu vườn đẹp đẽ mát mẻ như vậy nè, tại sao lại cãi nhau? Không có cãi nhau nữa nha. Bắt tay làm quà đi nè. Thôi được rồi. Bạn Khế, Khế nhường cà đi. Còn em Chanh, em Chanh theo chị Trang gặp Dr. Khỏe nha. Vẫn Trang ơi, đi đâu vậy? Dr. Khỏe có chút cây nhà lá vườn đem về cho dùng nè. Trời đất ơi, có quà luôn hả Dr. Khỏe? Con chào Dr. Khỏe ạ. Ta chào con. Con nghe nè Chanh, con á, chua nhiều hơn Khế đó. Dạ, con cũng chỉ hát quả gì mà chua chua thế thôi mà. Chị Khế ở đâu ào ra, nói con xối xả luôn, buộc con phải cãi lại thôi. Cũng may là chị Vân Trang ra kịp để can ngăn hai bạn, chứ nếu không là bạn Khế với bạn Chanh bây giờ cãi nhau bất phân thắng bại luôn á. Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Wow, Chanh nha, đúng là mỹ nhân kìa. Thấy ông Dr. Khỏe còn tươi tắn hồng hào quá trời quá đất mà. Chị Vân Trang lại chọc em rồi. Đúng đó Chanh, màu xanh tươi, da có phần nhẵn bóng thì mọi người mới lựa chọn để dùng làm gia vị cho món ăn, hoặc là dùng để pha nước uống thanh lọc cơ thể chứ. Đúng rồi đó Dr. Khỏe ơi, với muối mà chấm với cà luộc không thể nào thiếu một ít nước cốt chanh nè. Rồi nước luộc rau muống thì không thể nào thiếu nước chanh. Để mình làm cho cái gì thanh mát, hay mọi người vẫn thường hay uống nước chanh với mật ong vào mỗi buổi sáng. Như vậy thì không biết chanh sẽ có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của mình vậy Dr. Khỏe? Chanh chứa axit citric, vitamin C, canxi, sắt, magie, kali, chất xơ, rất tốt cho cơ thể. Thế nên mọi người thường bắt đầu một ngày mới bằng một ly nước chanh pha mật ong để thanh lọc cơ thể. Nhưng mà Dr. Khỏe ơi, Vân Trang có một cái thắc mắc mà không biết hỏi ai từ đó tới giờ luôn. Đó là mình pha nước chanh mật ong thì mình sẽ pha với nước ấm hay là nước lạnh? Tất nhiên là pha với nước ấm Vân Trang à. Cả nước ấm, nước cốt chanh và mật ong đều có chất kháng khuẩn và chống oxy hóa. Khi kết hợp với nhau sẽ rất tốt cho da và sức khỏe. Cưng quá à. Nhưng mà nếu như mà mình đau dạ dày thì mình có uống được chanh với mật ong không Dr. Khỏe? Cái này thì em biết nè. Không nên, vì em có nhiều axit citric. Nếu uống em sẽ làm đau dạ dày thêm đó ạ. Chanh giỏi lắm. Người bị đau dạ dày chỉ có thể uống mật ong với nghệ thôi Vân Trang à. Nếu ai bị bệnh dạ dày thì không nên uống. Người dưới 56kg chỉ nên uống nửa trái chanh với lại 300ml nước ấm cùng một thìa mật ong. Còn ai mà trên 56kg có thể dắt nhiều hơn nửa trái chanh, nhưng không nên uống quá một trái. Với những lưu ý khi dùng nước chanh của Dr. Khỏe cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta rồi. Còn bây giờ thì Vân Trang xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn cùng với Dr. Khỏe và bạn Chanh vào một chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.